Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Trần Chí Bảo, 22 tuổi, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bảo là người đã mượn tiền bạn mình, sau đó không trả mà còn đâm bạn trọng thương. Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Trần Chí Bảo, 22 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bảo là người đã mượn tiền bạn mình, sau đó không trả mà còn đâm bạn trọng thương. Theo điều tra ban đầu, ngày 7 tháng 10, Bảo mượn một người bạn 5,3 triệu đồng và hứa 16 ngày sau sẽ trả. Đến hẹn, Bảo không có tiền trả, nên hai bên sẽ ra mâu thuẫn. Ngày 25 tháng 10, Bảo hẹn bạn đến trước cổng trường học ở ấp Kinh 12, xã Mỹ Đức Tây, thị xã Cai Lậy để giải quyết. Tại đây, hai bên tiếp tục cự cãi và xô xát. Bảo dùng dao giấu sẵn trong người đâm bạn gây thương tích 16%. Sau đó bảo bị công an bắt giữ vào ngày 10 tháng 11.